Đây là bốn lý do mà các bạn học sinh thường chọn máy tính Casio FX 880 VTG là bạn đồng hành cho năm học mới. Đặc biệt năm nay, chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng toàn diện từ lớp 6 cho đến lớp 12. Trong đó, lý do thứ ba chắc chắn nhiều bạn sẽ không biết. Lý do thứ nhất, máy tính Casio FX 880 VTG là dụng cụ học tập thiết yếu cho mọi học sinh và cả những bạn sinh viên ngành kỹ thuật nữa nha. Bạn thử tưởng tượng xem, vào một buổi kiểm tra toán hay lý mà quên mang theo máy tính Nani? Thì sao nhỉ? 5 điểm trong tay, còn 5 điểm bài tập còn lại thì về đâu? Chỉ có thầy với cô mới biết thôi nha. Ôi trời ơi. Do vậy, việc chọn một máy tính cầm tay có kiểu dáng đẹp, tốc độ xử lý nhanh sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn học sinh, không chỉ khi học tập mà khi làm bài kiểm tra thì không thể thiếu nha. Và lý do thứ hai, đó chính là máy tính Casio FX 880 VTG có tốc độ xử lý nhanh vượt trội hơn các dòng máy tính khác và cả thế hệ đàn anh Casio FX 580 VTG nữa nha. Nice. Chính chức năng bộ giải phương trình mà máy tính Casio FX 880 VTG đã được nhiều bạn học sinh chọn mua cho bằng được vì độ chính xác và nhanh hơn các dòng máy tính khác, thậm chí nhanh hơn máy tính Casio FX 580 VTG gấp 2 lần do trang bị chip xử lý mới. Lý do thứ ba, để đối máy tính mới nào phù hợp nhất với chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì có lẽ chưa có dòng máy tính nào so sánh được với Casio FX 880 VTG. Trong đó, xác suất thống kê là một trong ba mặt kiến thức quan trọng mà chỉ có máy tính Casio FX 880 VTG mới gánh nổi nha. Đây cũng chính là lý do mà nhiều học sinh quyết xin tiền ba mẹ hay tự bổn heo để đầu năm học mới sắm ngay cho mình siêu phẩm máy tính Casio FX 880 VTG này. Và với chức năng hợp toán học được thiết kế theo chương trình giáo dục phổ thông mới là chức năng mà chỉ có máy tính Casio FX 880 VTG mới có nha. Với bốn chức năng tung xúc sắc, tung đồng xu, đường thẳng số và đường tròn sẽ giúp các bạn tính xác suất vừa nhanh lại vừa chính xác. Không chỉ có môn toán mà máy tính Casio FX 880 VTG còn có chức năng bảng nguyên tử giúp cho việc học môn hóa dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, chức năng bảng tính tương tự như Excel với tất cả là 5 cột và 45 dòng đủ để giải quyết nhiều bài toán trong chương trình từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Và đặc biệt hơn là máy tính Casio FX 880 VTG được bộ dục cho phép sử dụng trong tất cả các kỳ thi đó nha. Lý do thứ tư, cái này các fan nữ thích lắm nha, đó chính là kiểu dáng đẹp hiện đại, không chỉ có màu đen đâu mà có tới 4 màu đen, xám, xanh, hồng cho các bạn tha hồ lựa chọn phù hợp với phong cách và sở thích luôn nha. Với màn hình LCD kích thước lớn, độ phân giải cao giúp hiển thị rõ nét các phép tính. Nút bấm mới có thiết kế dưới dạng hình tròn, đỉnh máy vòm giúp dễ bấm và bấm chính xác hơn. Biến số ít thường dùng được thiết kế riêng giúp thao tác nhanh hơn trong nhiều phép tính. Bên cạnh đó, máy tính của Casio Nhật Bản thì độ bền miễn chê. Từ lâu máy tính Casio đã được coi là máy tính quốc dân, là người bạn đồng hành không thể thiếu của nhiều thế học sinh. Dù cho có độ bền cao như thế, nhưng chế độ bảo hành thì ôi thôi không có hãng nào dám cạnh tranh. Máy tính chính hãng bảo hành lên đến 7 năm, một đổi một trong năm đầu tiên nếu lỗi từ nhà sản xuất. Vì những lý do trên, máy tính Casio FX 880 VTG sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các bạn học sinh trong năm học mới và nhiều năm học nữa, sẽ cùng các bạn chinh phục những bài kiểm tra điểm cao và đạt được ước mơ đại học như mong muốn nha.